Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Khi mà chúng ta không còn tiếp tục đi chung một con đường với nhau nữa, tất nhiên là nó có nhiều lý do. Từ lý do của bên này và bên kia. Không biết là bên nào nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn là hai bên đều có đóng góp. Và một số lý do bên ngoài nữa. Cho nên là chúng ta tạm xài cái từ là không có đủ duyên với nhau. Thì khi mà chúng ta chia tay nhau á, nếu như cái điều có thể làm được cho nhau trong cái giây phút cuối đó, đó là chúng ta thể hiện được cái tốt đẹp nhất cho nhau. Mà cái điều cần thiết nhất đó là tha thứ hết những lỗi lầm của nhau. Tôi nghĩ là người ở lại cũng tha thứ, mà người đi cũng tha thứ, thì cái liên hệ đó vẫn còn có thể tiếp nối, có thể chuyển qua một cái dạng khác là tình bạn chẳng hạn. Nghĩa là chúng ta sẽ không xem người đó là kẻ thù. Chúng ta vẫn cho nhau cơ hội để gặp gỡ, hoặc là còn tiếp tục nâng đỡ nhau trong cuộc hành trình phía trước, mà không nhất thiết là phải trở thành một cặp hay là một cái quan hệ đặc biệt, hoặc là phải sống chung với nhau. Và khi chúng ta có thể tha thứ được cho nhau á, thì ít ra thì tâm hồn chúng ta cũng được nhẹ nhõm. Tại vì khi mình oán ghét một người nào, mình còn chất chứa nhiều cái nỗi buồn, nỗi khổ mà không có buông ra được á, thì chính mình là người chịu thiệt thòi nặng nề. Và có thể nó sẽ biến thành một cái vết thương tâm lý. Để rồi cái vết thương đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến những người xung quanh, hoặc là cái người đến sau. Người đến sau có thể lãnh đủ những cái vết thương tâm lý của chúng ta. Cho nên nếu có thể được, tôi nói nếu có thể được là tại vì nó khó lắm. Khi mà người đó còn thiện chí ở với mình, mình thấy mình còn giá trị, cho nên mình cố gắng để mà giữ được người đó. Và vì muốn cố gắng giữ được người đó, cho nên là mình phải cố gắng học cách tha thứ. Còn khi mà người đó bỏ mình ra đi, nếu như mình chủ động bỏ người đó trước á, thì có thể sự tha thứ nó xảy ra dễ hơn. Còn nếu như người đó chủ động mà muốn ra đi, bỏ mình ở lại, trong một cái tình trạng là người đó có một người khác, thì sự tha thứ rất là khó thực hiện. Chúng ta sẽ xét tiếp là làm cách nào để chúng ta tha thứ. Nhưng mà ở đây, trong cái câu hỏi này thì chúng ta chỉ nói rằng nếu có thể thì nên cố gắng. Nó khác với cái nhận thức rằng là đừng bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội. Cái suy nghĩ đó làm cho chúng ta bị tù đầy trong cái phiền não của mình. Còn chúng ta có một chủ trương ngược lại là sẽ cố gắng học cách tha thứ mỗi ngày, cho tới khi nào chúng ta tha thứ hoàn toàn thì thôi. Để đôi bên được nhẹ nhõm thì đó là cái cách tốt nhất có thể. Dạ con cảm ơn thầy. Như thầy có nói thì tha thứ rất là khó. Trong một số trường hợp là họ chưa có khả năng tha thứ được cho đối phương, đặc biệt là cái vết thương mà đối phương gây ra cho mình quá lớn. Nhưng mà vì một số những trách nhiệm, một số ràng buộc mà họ buộc phải sống bên cạnh người đó, ví dụ như ba mẹ phải hy sinh vì đứa con, nhưng mà vết thương thì vẫn còn. Và con muốn hỏi là ở trong trường hợp họ tạm gác lại những lỗi lầm đó và học cách tha thứ đó, thì nó có mặt lợi và mặt hại như thế nào? Tôi nghĩ cái câu hỏi này nó đúng cho rất nhiều trường hợp của chúng ta. Rất là khó để mà hai người sống chung với nhau mà không có những cái va đập, những cái lúc vô tình làm tổn thương nhau. Đó là chưa nói cố tình nữa.
Nếu chỉ là hai người bạn thôi, thì nếu mà chúng ta chịu không đổi thì chúng ta có quyền chia tay. Nhưng mà đằng này chúng ta thật sự là cũng có thương nhau. Và chúng ta còn ràng buộc bởi con cái nữa. Cho nên không dễ gì để mà nói tiếng chia tay được. Vậy thì nếu mà chúng ta trong nhất thời chưa có thể tha thứ được người đó, và chúng ta cũng không thể bỏ được người đó, chúng ta phải tiếp tục sống chung với người đó, thì cái cách thông thường chúng ta sử dụng đó là cố nuốt nước mắt vào bên trong, cắn răng chịu đựng, tạm lao vào công việc, hay là đi tìm một cái đối tượng nào đó để nắm bắt, để cho quên đi những cái khổ đau của mình. Tại vì mình biết nếu mà mình cứ tiếp tục để cho cái nỗi đau đó chi phối thì cái năng lượng độc hại đó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho con cái của mình. Thì cái cách mà chúng ta cắn răng chịu đựng như vậy á, tất nhiên là nó cũng có một ít cái ưu điểm. Đó là chúng ta không có tiếp tục vung vãi những cái chất độc đó ra ngoài để con mình nó phát hiện hoặc là nó tổn thương. Nhưng mà nó có cái mặt thiệt hại, đó là thứ nhất là chúng ta tưởng như là đã tha thứ cho nhau rồi. Nhiều khi mình phải diễn kịch, diễn cho con mình thấy là mình với người thương của mình không có vấn đề. Rồi mình phải diễn cho những người bên ngoài, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội thấy mình với người ấy là một cặp hạnh phúc. Mình diễn khéo tới cái mức là mình tưởng mình người đó không có vấn đề luôn. Nhưng mà khi bắt đầu quan tâm sâu về nhau, bắt đầu đi sâu vào câu chuyện, khi mà ngồi xuống với nhau để mổ xẻ một vấn đề thì bắt đầu lại tiếp tục làm tổn thương nhau. Mà không hiểu vì sao. Tại vì sâu bên trong nó vẫn còn cái vết thương đó. Đó là cái thiệt hại đầu tiên. Cái thiệt hại thứ hai á, là khi chúng ta không tha thứ được nhau thì những lúc năng lượng mạnh chúng ta có thể kiểm soát được. Còn khi năng lượng yếu thì chúng ta có thể tiếp tục buông ra những cái lời nói, hành động hoặc là trong suy nghĩ có tính chất làm khổ người kia. Tại vì nó bị cái vết thương giật dây, cái vết thương chi phối. Và cái thiệt hại thứ ba là nó âm thầm tàn phá tâm hồn chúng ta. Tại vì khi mà mình không tha thứ được một người nào, mà cái người đó lúc nào cũng dẫn dơ trước mặt mình hết. Nếu như người đó có tính chất quy phục, có tính chất ăn năn hối cải, thì mình nhìn vào cái tiến trình thay đổi đó thì mình cũng thấy nhẹ trong lòng. Dù là chưa tha thứ được nhưng mà thấy nhẹ trong lòng. Đằng này người đó dường như không hề nhớ tới những điều lầm lỡ mà họ đã gây ra. Người này họ không hề ý thức là họ đã làm tổn thương mình như thế nào. Họ sống rất là nhẫn nhơ. Thậm chí là có khuynh hướng là tiếp tục gây ra những cái lỗi lầm kế tiếp. Cho nên là trái tim chúng ta rất là đau buồn. Và chúng ta vì không nói được, vì phải trình diễn cho nên cái vết thương đó nó tàn phá tâm hồn rất nhiều. Vậy thì khi chưa thể tha thứ được nhau thì chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta đang chưa tha thứ được người đó. Phải nhớ điều đó. Và nếu được cũng nên báo cho bên kia biết là thật sự chúng ta chỉ mới bằng mặt chứ chưa có bằng lòng. Bên ngoài phải giả bộ tha thứ nhưng mà bên trong vẫn còn đau đớn lắm. Phải nói cho người kia biết, để người kia đừng có ý lại, đừng có tưởng là mọi thứ đã giải quyết xong rồi. Và mình phải có một cái kế hoạch cụ thể để mình giải quyết cái vết thương đó. Tức là phải đi tới cái mức tha thứ cho bằng được nếu vẫn còn tiếp tục sống chung với nhau. Bây giờ chưa tha thứ được thì tương lai gần sẽ có thể tha thứ được.
Thì cho con hỏi thêm là làm sao mình biết được là mình đã hoàn toàn tha thứ cho một đối tượng? Tại vì nếu có thể lúc đó năng lượng mình mạnh, mình nghĩ là mình đã tha thứ rồi, nhưng mà thực ra là bên trong nó vẫn còn nội kết. Sống chung với nhau một thời gian thì mình mới thấy là có thể họ không mắc đúng cái sai lầm đó, nhưng mà họ mắc những cái sai lầm nhỏ thôi, những cái sai lầm khác thôi. Nhưng mà bao nhiêu cái quá khứ, những cái vết thương nó ùa về và mình tiếp tục phát ra những cái chất độc và dằn vặt người đó. Thì như vậy thì cái quyết định tha thứ trong quá khứ của mình là sai, là không có thật. Vậy thì cho con hỏi lại một lần nữa là làm sao mình biết khi mình đưa ra một quyết định tha thứ cho đối phương để đối phương quyết định ở lại với mình thì quyết định đó là tương đối chính xác. Tôi nghĩ là nó có nhiều dạng khác nhau lắm. Có nhiều khi mình nghĩ là mình sẽ không tha thứ cho người đó. Tại vì người đó để lại cho mình một cái vết thương rất là sâu nặng, sự tổn hại rất lớn. Cho nên trái tim của mình dường như nó muốn khép lại, không thể tha thứ được. Không thể tha thứ từ trong trái tim cho tới lời nói và hành động luôn. Gần như là mình muốn né tránh một cách tuyệt đối. Nhưng mà trái tim mình nó cũng ngộ lắm. Tôi nhớ nhạc sĩ Quốc Bảo có một cái câu, có rất nhiều câu trong bài hát Bình Yên mà tôi rất là ưa. Mà cái câu đầu tiên đó là bình yên một thoáng cho tim mềm. Cái người mà viết ra được cái câu đó tôi nghĩ phải có kinh nghiệm thật sự mới viết được. Mới thấy được cái sức mạnh của cái sự bình yên trong tâm hồn. Hồi đầu mình nghĩ là mình không tha thứ được cho một cái người bội phản, một cái người gây ra những cái lầm lỡ như vậy. Nhưng mà khi trong một cái may mắn nào đó mà mình làm cho trái tim mình nó bình yên trở lại. Một lát nữa chúng ta sẽ đào sâu về cái chuyện này. Không biết bằng cách nào đó mà trái tim mình nó tạm quên đi đối tượng kia. Nó dành thời gian cho chính nó để nó trải nghiệm qua một cái trạng thái là không có suy nghĩ tới đối tượng đó nữa, không đòi hỏi nữa, không chờ đợi nữa, không mong cầu gì nữa, an lòng chấp nhận những cái gì mà mình đang có thì sự bình yên ra đời. Và cái hiệu ứng của sự bình yên á, nó làm cho trái tim mình nó mềm xuống. Những câu kế tiếp đó là bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu đôi bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh bình yên. Tức là khi mình bình yên á thì có một đóa hoa ra chào. Cái nghĩa đen của nó là khi bạn bình yên thì bạn bắt đầu thấy hoa nở. Còn khi bạn rối bời chìm trong cảm xúc đau thương thì hoa có nở thì bạn cũng không tiếp xúc được. Còn nghĩa bóng của nó là khi bạn bình yên thì lòng bạn nở hoa. Có một cái gì đó màu nhiệm bên trong nó bước ra, nó tươi mát, nó có sự sống trở lại. Rồi khi bình yên thì bạn thấy trăng đang lên cao. Và khi bạn bình yên thì trăng trong lòng bạn nó cũng tỏ rạng. Nó sáng sôi. Nó sẽ thấy cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bình yên để sóng nâng niu bờ. Bờ vốn đã nâng niu sóng rồi. Tại bờ giữ hai bên để cho sóng nó tồn tại. Nhưng mà sóng cũng nâng niu bờ, cũng đem phù sa vun đắp cho bờ. Cho nên trong khi bình yên thì mình không chỉ muốn đòi hỏi người kia phải làm cái gì đó cho mình, mà mình còn ý muốn giúp đỡ người đó thay vì mình muốn trừng phạt. Và còn những câu nữa rất là độc đáo như là như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa. Từ một trái tim đang dao động dữ dội, đang tràn đầy cảm xúc đớn đau, mà làm cách nào đó bạn làm cho trái tim bạn được bình yên, thì có cảm tưởng như là bạn được sinh ra đời một lần nữa. Trước đó bạn là con người đầy đau khổ, bây giờ bạn là một con người hạnh phúc. Trước đó bạn có ý muốn trừng phạt người đó, nhưng mà sau khi bình yên thì bạn chỉ muốn giúp đỡ và thứ tha. Cho nên khi mà chúng ta có một cái nghệ thuật nào đó để làm cho con tim mình bình yên á,
thì tình trạng được thay đổi. Trước đó mình không định tha thứ, nhưng mà khi mình bình yên thì mình lại muốn tha thứ. Và mình đã định không nhìn mặt người đó nữa, sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó, sẽ không thể nào yêu thương được người đó. Nhưng mà trong khi bình yên thì mình lại thấy rằng như từ trong nhau lớn lên, khôn lên cùng nhau. Đó là một câu trong bài hát Bình Yên. Tức là nhờ người này làm khổ người kia mà mình lớn lên được, mình trưởng thành được. Cái đó phải biết ơn chứ. Biết ơn người đó đã làm khổ mình, cho nên là mình có thêm sức chịu đựng, cho nên mình đã trưởng thành. Nhưng cũng có trường hợp là chúng ta định tha thứ, muốn tha thứ, và chúng ta nghĩ tha thứ là con đường tốt nhất cho nhau, giải quyết được câu chuyện. Không chỉ một trong hai bên, không chỉ cả hai đều hạnh phúc, mà những người xung quanh, nhất là con của chúng ta cũng có hạnh phúc. Nhưng mà tiếc thay, đó chỉ là cái muốn thôi. Trên mặt ý thức là chúng ta muốn tha thứ, nhưng mà ở bên trong, sâu thẳm trong tâm hồn, nó còn quá nhiều cái sự tổn thất, quá nhiều đớn đau chưa được chữa lành. Cho nên dù là trên mặt ý thức là có muốn tha thứ, nhưng mà ở sâu thẳm trong tâm hồn thì không thể tha thứ. Vì vậy cho nên dù mình muốn tha thứ rồi, nhưng mà đó chỉ là cái quyết định ban đầu thôi. Tiếp theo đó thì mình phải làm gì, bằng cách nào để mình có thể tha thứ được người đó, chứ không phải là muốn tha thứ mà tha thứ được đâu. Cho nên đôi khi chúng ta lầm tưởng là mình đã tha thứ rồi, mình đã thốt ra lời rồi, mình đã viết thơ, mình nói rất là rõ rồi, mình sẽ buông hết, xả hết, không chấp nhất nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi, một câu nói, một hành động vô tình chạm nhẹ vào cái vết thương thì khổ đau trở lại, vết thương trở lại. Và chúng ta bắt đầu thấy rằng cái đối tượng này là nguy hiểm, là cái kẻ đang tiếp tục làm khổ mình. Vậy thì cái quyết định tha thứ đó là có đúng không? Tôi nghĩ là còn tùy. Nếu như bạn can đảm, bạn quyết định trước đi. Ví dụ bạn hứa với mẹ bạn là bạn sẽ tốt nghiệp đầu đại học. Bạn hứa trước. Để có một cái lời hứa, nó cho bạn thêm động cơ để bạn cố gắng học thật giỏi để bạn đậu được đại học. Thì bây giờ bạn hứa với người đó là bạn sẽ tha thứ. Và bạn cũng cần cái sự hợp tác của người đó để giúp cho cái tiến trình trị liệu nó diễn ra. Tức là bạn phải ý thức rằng là bạn chỉ mới hứa thôi, còn em có tha thứ được cho anh hay không thì nó cần một cái quá trình và cần cả sự giúp đỡ của anh nữa. Để khi mà chúng ta không tha thứ được thì chúng ta không có cảm thấy xấu hổ hay là mất niềm tin vào bản thân mình. Còn nếu chúng ta cứ để tự nhiên tới đâu tính tới đó thì có thể là chúng ta sẽ thiếu động cơ, thiếu cố gắng. Cho nên quyết định tha thứ luôn luôn là đúng. Như tôi đã nói từ đầu, cái lợi ích của sự tha thứ đó là làm cho những cái chất độc trong người chúng ta nó không có ứa ra nữa. Nó làm cho hai bên nhẹ gánh để còn những cái trách nhiệm khác phải đương đầu, phải gánh vác. Tuy nhiên, chắc là Trăng Khuya cũng sẽ hỏi là liệu cái tha thứ kiểu đó có thể tạo ra sự ý lại cho đối phương hay không? Dạ, đó cũng là suy nghĩ trong đầu con, là cái việc một người có tấm lòng lớn và họ dễ dàng chấp nhận những cái lỗi lầm của đối phương, ví dụ như là ba mẹ, đôi khi lại có mặt trái là làm cho đối phương ý lại và họ không học gì từ cái thất bại, từ cái sai lầm đó hết. Thì lúc bấy giờ sự tha thứ như có nên không thưa thầy? Trước hết thì tôi xin nói thêm về sự thực tập tha thứ. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ Aguttara Nikaya, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh rất đẹp, rất hay. Và tôi thường lấy cái hình ảnh này để nhắc nhở bản thân mình. Đó là nếu như có một người nào đó hốt một cái nắm muối và thải vào trong cái tô nước của bạn, thì tô nước đó mặn lắm,
không uống được. Nhưng mà nếu người đó thải nắm muối đó xuống dòng sông, thậm chí là họ thải mấy chục nắm muối, cả giả muối, thì nước dòng sông vẫn uống được như thường. Rõ ràng là có bị tấn công, có bị xúc phạm, có bị thải muối vào, nhưng mà nước dòng sông vẫn uống được như thường là tại vì lượng nước của dòng sông quá mênh mông đi. Cho nên là một vài chục nắm muối không có nghĩa lý gì cả. Đức Phật nói chúng ta khổ, chúng ta để cho hoàn cảnh nó quật ngã chúng ta được á, là không phải hoàn toàn tại hoàn cảnh, không phải hoàn toàn tại đối tượng, mà là tại vì cái dung lượng trái tim của chúng ta nó quá bé nhỏ. Cho nên là một nắm muối có thể làm cho chúng ta mặn, làm cho chúng ta đau đớn, khổ lụy. Nếu lúc nào chúng ta cũng sở hữu một trái tim, một dung lượng trái tim như là một dòng sông, thì có bao nhiêu nắm muối mình vẫn có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là làm cách nào để chúng ta có được một cái dung lượng trái tim lớn như vậy. Chúng ta sẽ đào sâu thêm sao. Nhưng mà ở đây chúng ta phải ý thức được một điều rằng khi Đức Phật đưa ra câu chuyện này, hình ảnh này, để nhắc nhở chúng ta một điều rằng chúng ta phải tin vào cái dung lượng trái tim của mình. Nếu chúng ta biết cách thực tập thì nó vẫn có thể nới rộng ra được. Từ một tô nước nó có thể chưa trở thành dòng sông liền được đâu. Nó có thể trở thành một thao nước, rồi một lu nước, rồi một ao nước, rồi một dòng sông. Đức Phật còn nói, thậm chí cái dung lượng trái tim của chúng ta nó có thể đạt tới cái mức vô cùng tận, gọi là vô lượng tâm, không có biên giới. Và lúc đó mình có thể ôm hết mọi đối tượng khó chịu, mọi đối tượng có thể tấn công xúc phạm chúng ta bất cứ lúc nào trên cuộc đời này. Vậy thì tha thứ là cần thiết để cứu rỗi cho nhau, thoát khỏi tình trạng đớn đau mệt mỏi. Tuy nhiên trên thực tế, có những đối tượng khi chúng ta tha thứ thì họ cảm kích cái điều đó, họ biết ơn. Đáng lẽ trừng phạt mà chúng ta không trừng phạt, đáng lẽ bị bỏ rồi mà chúng ta không bỏ, đáng lẽ đã chia tay rồi mà chúng ta vẫn cố giữ lại, thì người đó rất là cảm kích điều đó. Và khi người đó cảm kích với cái sự bao dung độ lượng của chúng ta đó, thì người đó sẽ cố gắng nỗ lực để bù đắp lại. Ít nhất là người đó cố gắng để không lặp lại lỗi lầm đó một lần nữa, không tiếp tục làm cho chúng ta tổn thương thêm một lần nữa. Thì cái sự tha thứ đó là một món quà, là điều rất rất nên làm. Nhưng nếu sự tha thứ của chúng ta làm cho người đó cảm thấy quá dễ dàng, cảm thấy khinh lờn, cảm thấy cái việc mà mình gây ra những lầm lỡ không có gì là quá lắm, khiến họ không đủ để ăn năn, khiến họ không đủ để hối cải, để phục thiện, thì sự tha thứ như vậy là chưa cần thiết. Có thể là trong tâm thì đã tha thứ, mà bên ngoài khoan tha thứ, khoan thể hiện sự tha thứ ra ngoài. Tại vì các vị nên nhớ là nhiều khi mình kiềm chế không được, mình sợ người đó bỏ mình đi theo người khác, cho nên lật đật tha thứ. Em tha thứ hết cho anh, chỉ cần anh ở lại đây với em là được. Cái tha thứ đó là vì mình, vì cảm xúc của mình, vì sợ hãi, vì nỗi cô đơn trong lòng của mình, chứ không phải là vì đối phương. Tại vì tha thứ nó phải vì cả hai. Một là tha thứ để mình bớt đau đớn. Hai là tha thứ để người đó có cơ hội phục thiện. Người đó có động cơ để thay đổi những cái thói quen không dễ thương của mình. Còn đằng này mình tha thứ là để cho mình được thỏa mãn, để cho mình trở thành người cao thượng, để cho mình không phải là kẻ xấu, để cho người đó
thêm kính trọng nể phục mình. Nhưng mà kết quả là sự tha thứ đó thiếu hiểu biết, đặt xuống một cách không đúng lúc. Cho nên đối phương đã sử dụng sự tha thứ đó để đi khinh lợn, để tiếp tục lặp lại những cái lỗi lầm cũ. Cho nên câu hỏi đặt ra là mặc dù trong tâm bạn đã quyết định tha thứ rồi, nhưng mà bạn có khả năng kiềm chế cảm xúc hay không? Tức là bạn chỉ bật lên một cái tín hiệu cho bên kia thấy rằng nếu anh cố gắng thế này thì sự tha thứ đó sẽ diễn ra. Tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh, nhưng mà bây giờ thì chưa thể được. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Mà sự cố gắng này nó có dựa vào cái sự nỗ lực của anh. Nhưng mà có người làm điều này tốt, có nhiều người làm điều này không tốt. Một là tha thứ liền, hai là bỏ liền. Chứ không có chuyện ầu ơ với dầu, cầm cự kiểu đó nó mệt lắm. Hoặc là có nhiều người ráng nhịn được 3 ngày, 7 ngày, không tha thứ, chắc định không tha thứ. Cái bên kia bắt đầu quỳ lụy, van xin, khóc lóc, dùng khổ nhục kế rồi mềm nhũn, khóc hù hụ lên ôm nhau, rồi xong. Tha thứ hồi nào cũng không biết. Sau khi vừa tha thứ xong, cái bắt đầu là ra chiều, quá cần thiết người đó, ra chiều vướng mắc người đó, ra chiều yêu thương vô cùng, làm cho người đó choáng ngợp, chịu hết nổi luôn, và bắt đầu coi thường sự tha thứ. Người đó biết ha, cái tẩy người này chỉ cần năn nỉ khóc lóc, dùng khổ dục kế là mềm lòng ngay, cho nên cứ tha hồ gây ra lầm lỡ. Cho nên tha thứ cũng là một nghệ thuật, một phép thực tập, chứ không dễ dàng đâu quý vị. Nếu mà sự tha thứ đặt không đúng chỗ thì nó chỉ phục vụ cho bản ngã, cho phiền não của mình thôi, một sự thiếu kiềm chế. Tha thứ không đúng lúc, không đúng cách thì sẽ làm cho đối phương càng khinh lờn và tiếp tục gây ra những lầm lỡ. Cho nên ở trong đạo Phật mình có nói tới cái bi á, nó phải đi liền với cái trí. Tức là bạn thương, nhưng mà bạn phải khôn ngoan, bạn phải thấu hiểu, bạn phải tỉnh táo. Cái trí nó bao gồm thứ nhất là tỉnh táo, thứ hai là khôn ngoan, thứ ba là đủ hiểu sâu sắc về cái tình trạng của mình và đối phương. Mà khi bạn đã có trí rồi thì bạn phải có dũng nữa, can đảm hay không. Tức là bạn đã hiểu rằng đối với trường hợp này thì một tuần nữa mới tha thứ, hay là một tháng nữa mới tha thứ. Bạn đủ can đảm làm điều đó hay không? Chứ nó khó chịu lắm á. Nhiều khi mình tính là định một tuần lễ mới tha thứ, nhưng mà mới ngày đầu tiên là đã bung ra hết rồi. Cho nên có bi, có trí mà phải có dũng nữa thì mới giúp đỡ được đối phương, và nhất là trong tình trạng tha thứ. Dạ, cảm ơn thầy. Nãy giờ con nghe về cái phía mình là người mà bị người kia là người có lỗi, và mình đã thấy chủ động. Còn trong trường hợp mình là người gây ra lỗi lầm thì có vẻ là vết thương nặng hơn rất là nhiều. Trong lúc diễn ra chương trình này thì con có nhận được một câu hỏi của một thiền sinh gửi về qua email, là mẹ của chị vừa mất cách đây 21 ngày, và cái nỗi đau mất mẹ là một, nhưng mà cái sự dằn vặt là 10. Chị có gia đình riêng và chị không có điều kiện chăm sóc cho mẹ mình, và khi mẹ mất rồi thì chị cảm thấy rất là hối tiếc. Chị có viết trong thư rất là xúc động là ước gì là ngày xưa khi đi học lớp của thầy Minh Niệm, những cái lớp thương yêu có hiểu biết, sống trong tỉnh thức, chị gần gũi với mẹ hơn, chị đưa mẹ đi nhiều hơn. Và đọc thư đó thì con đồng cảm rất là nhiều, và con nhận ra là cái nỗi đau lớn nhất và cái cảm giác mà con người cảm thấy khủng khiếp nhất là cảm giác hối tiếc. Nhất là cái cảm giác hối tiếc mình không làm được điều gì đó cần làm cho những người mình thương yêu, nhất là khi mình không còn cơ hội nữa. Vậy thì trong những trường hợp đó thì họ phải làm gì thế này? Tôi nghĩ mặc cảm tội lỗi hay là hối tiếc hay là ăn năn,
về những cái thiếu sót, những cái vụng dại, những cái sai lầm trong quá khứ là cần thiết. Nó cho thấy chúng ta vẫn còn là một con người, còn lương tri. Nhưng mà nếu mà lúc nào chúng ta cũng sống trong cái cảm giác đó thì không nên, không cần thiết. Tại vì nếu chúng ta cứ chết chìm trong cảm giác mặc cảm, ăn năn tội lỗi như vậy đó, thì chúng ta mất hết niềm tin vào bản thân. Chúng ta không thể cố gắng thêm một điều gì nữa. Và năng lượng chúng ta tỏa ra là năng lượng bất lành, thậm chí là độc hại. Điều đó nó ảnh hưởng cho chính bản thân chúng ta và ảnh hưởng luôn những người xung quanh. Dù là mẹ của bạn này đã mất, nhưng mà cái sự kết nối giữa bạn và mẹ không bao giờ chấm dứt được. Cho nên khi mà bạn sống trong cái cảm giác mà cảm tội lỗi, đớn đau á, thì mẹ bạn cũng lãnh đủ hết. Ở trong thiền tập, người ta không khuyến khích chúng ta trách giận bản thân. Tại vì nếu mà mình trách giận bản thân á, thì cái niềm tự tin nó bắt đầu suy sụp. Mà trách giận bản thân nhiều lần á, nó có khuynh hướng là chúng ta sẽ đồng nhất với cái lỗi lầm mà chúng ta gây ra. Và chúng ta tưởng rằng toàn bộ con người chúng ta chỉ là những cái lỗi lầm đó thôi, chỉ là những cái yếu kém đó thôi. Trong khi chúng ta là một cái tổng thể lớn, trong đó nó còn có những cái giá trị khác, còn những đức tính quý giá khác, còn những cái phẩm chất khác nữa. Nhưng mà có vẻ như là đa số mọi người hay ca tụng và tôn vinh, cảm thấy rất là đúng đắn khi mà mình biết ăn năn hối cải. Và mình để cho tình trạng nó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và có thể mình sẽ trở thành một người bị trầm cảm. Tức là mình nhìn vào con người mình thấy đầy tội lỗi, không thấy một tia sáng nào, không thấy một cái giá trị nào, và chết chìm trong cái cảm xúc đó. Tôi nghĩ là điều cần thiết là mình phải nhìn ra cái tình trạng của mình. Tình trạng của mình từ trong quá khứ cho tới bây giờ. Đầu tiên là mình nhìn lại, xem là quá khứ mình đã có một cái thái độ sống như thế nào mà mình đã gây ra những cái tổn thương cho người khác. Cái cách mình tổ chức đời sống như thế nào, cái quan niệm về hạnh phúc của mình như thế nào, mình đã quá thiên vị cái gì và mình đã quá xem nhẹ cái gì. Trong quá khứ mình đã từng bị cuốn theo cái gì và mình đã bỏ rơi một cái gì, để mình nhìn thấy có một cái thói quen nào đó đã hình thành trong tâm thức của mình. Và nhìn lại trong giây phút này để mình thấy rõ rằng là mình đang muốn gì. Mình tiếc thương, mình ăn năn, mình đớn đau cho ai? Cho mình hay là cho người thương của mình? Nhiều khi mình trách giận, mình trừng phạt bản thân chẳng qua là vì bản ngã của mình thôi. Tại vì mình không tin rằng là mình có thể tệ như vậy. Mình tin rằng lúc nào mình cũng tốt hết, lúc nào mình cũng hay hết, lúc nào mình cũng đáng được người khác khen ngợi hết. Mà không ngờ lần này mình lại rơi vào một cái cung bậc thấp như vậy. Cho nên không chấp nhận. Không chấp nhận bản thân là tiếng nói của bản ngã, là hành động của bạn. Bạn phải biết rằng trong bạn nó có ánh sáng, nhưng mà nó cũng có bóng tối. Nó có thánh, nhưng mà nó cũng có phàm. Nó có hoa, nhưng mà nó cũng có rác. Vậy thì đáng lẽ ra bạn phải học cái cách chấp nhận tất cả những gì có trong bạn. Thì đằng này bạn chỉ muốn có hoa thôi, bạn không chấp nhận rác. Nhưng mà bạn không có bất cứ một cái nghệ thuật nào để bạn chỉ sử dụng được hoa. Bạn cứ thả trôi cuộc đời của bạn, mà bạn ngồi đó mong cầu là đừng bao giờ có rác. Cho nên khi rác xuất hiện, đáng lẽ ra bạn phải tìm cho ra cái nguyên nhân nào đã khiến cho rác nó lấn át đi hoa, thì bạn lại trừng phạt rác, trừng phạt chính bạn. Đó là một thái độ sai lầm, không cần thiết. Vậy thì trên cái tiến trình trị liệu hay là chuyển hóa phiền não, điều cơ bản đầu tiên bạn phải học và luyện tập cho bằng được, đó là chấp nhận chính mình. Chấp nhận chính mình, trong đó có chấp nhận những ưu điểm và chấp nhận luôn những cái khuyết điểm.
Mình phải biết cái ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì, cái nào là hoa, cái nào là rác, chấp nhận hết. Và khi mình chấp nhận hết á, mà hoa có lỡ đi ra thì mình cũng hoan hỷ, mà rác có lỡ đi ra mình cũng hoan hỷ. Chấp nhận không có nghĩa là đồng loại, không có nghĩa là thỏa hiệp. Chấp nhận chỉ là không chống đối nữa, không kháng cự nữa, không làm khổ nhau nữa. Chấp nhận để hợp tác cùng nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau, cùng bắt tay nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Thí dụ khi mình muốn tha thứ cho người kia thì mình phải chấp nhận người kia, chấp nhận những cái yếu kém của người kia. Dĩ nhiên là mình không hoàn toàn đồng ý, hoặc là mình không chấp nhận những cái sai sót của người đó, nhưng mà mình chấp nhận sự thật nó đã xảy ra rồi. Dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có chấp nhận hay là không chấp nhận thì nó cũng xảy ra. Nếu bạn không chấp nhận, nghĩa là bạn vẫn tiếp tục muốn loại trừ, tiếp tục tránh né, thì sự giúp đỡ không bao giờ xảy ra được. Còn nếu bạn chấp nhận thì bạn có cơ hội kết nối trở lại, thì sự giúp đỡ nó mới xảy ra được. Cũng vậy, với trường hợp của chính mình thì bạn cũng phải học cách để chấp nhận những cái yếu kém của bản thân mình, những cái vụng dại, những cái thiếu sót của mình, thì từ đó bạn mới có thể điều chỉnh được, mới có thể chuyển rác thành hóa được. Bài học chấp nhận bản thân là bài học cả đời. Nhiều khi chúng ta không chấp nhận bản thân là tại vì vì danh dự, sợ bị người khác cười chê. Tại vì xã hội lúc nào cũng khuyến khích chúng ta là đẹp thì khoe, xấu thì che. Ra đường lúc nào cũng phải thiệt là đẹp, ở nhà nó tồi tàn, nó rách nát cũng được. Chúng ta quen sống trong cái kiểu trình diễn, đối phó, đến nỗi mình cũng trình diễn và đối phó với chính mình luôn. Mình tưởng mình rất là ngon lành, không có vấn đề. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, mình chỉ đang trình diễn thôi. Còn sự thật là luôn luôn có vấn đề. Vậy thì thay vì chúng ta hiểu rằng là đừng bao giờ có vấn đề, phải luôn luôn là người tốt, phải luôn luôn là thánh thiện, thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ khác, đó là có lúc này, có lúc khác, có lúc hay, có lúc dở, có lúc kiểm soát được, có lúc không kiểm soát được. Và khi mà mình làm được điều đó, mình hiểu con người thực tế của mình rồi, thì mình rất là dễ chấp nhận người khác. Mình cũng biết người đó có lúc này, lúc khác, có lúc hay, lúc dở, có lúc thăng, lúc trầm, có lúc kiểm soát được, có lúc không. Tha thứ được mình rồi thì mới có thể tha thứ được người khác. Cho nên lời chia sẻ cuối cùng dành cho cái câu hỏi của một người bạn: không còn may mắn để bù đắp cho mẹ mình, thì tôi nghĩ rằng là cơ hội vẫn còn, vẫn còn. Tại vì mẹ mình không chỉ là một cái thực thể riêng biệt ở bên ngoài, đã không còn có mặt ở đây nữa, mà mẹ mình vẫn luôn có mặt với mình trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Tất cả những cái hiểu biết, những cái yêu thương, những cái gia tài, giá trị của tâm hồn của mẹ đã trao cho con từ lúc con còn ở trong bụng mẹ, mãi cho tới bây giờ chưa bao giờ dừng lại cái nguồn năng lượng yêu thương nuôi dưỡng đó. Cho nên mẹ mình còn ở trong mình nữa, chứ không phải là ở ngoài mình không. Mà thật ra cái phần tinh túy nhất đã đi vào trong con người của mình. Ở California nó có một cái cây gọi là Century Tree. Cái này đặc biệt lắm quý vị. Cái lá của nó dài cỡ khoảng 2 mét, mà nó thẳng và sắc như là một cái lưỡi gươm vậy. Nhưng mà một điều kỳ lạ là khi nó nở hoa đó, thì cái hoa nó có thể cao khoảng 5 cho tới 10 mét, như là cây dù vậy. Và khi hoa nở á, thì những chiếc lá bên ngoài nó bắt đầu nó chết từ từ, từ từ, từ từ. Cho tới khi mà hoa nó nở trọn vẹn thì không còn một cái lá nào còn sống hết. Câu hỏi đặt ra là chiếc lá đã đi đâu rồi? Đã đi vào hoa. Chiếc hoa đã đem hết cái tinh ba nghị lực của mình để cho hoa được biểu hiện ra. Vậy thì trong hoa nó có chứa lá, phải không quý vị? Cho nên trong chúng ta có chứa cha mẹ của chúng ta. Dù chúng ta có đi đâu, có làm gì, thì cha mẹ bên trong chúng ta đều lãnh đủ hết, đều có ảnh hưởng hết. Cho nên cách tốt nhất để chúng ta có thể bù đắp những cái lầm lỡ, những cái thiếu sót của chúng ta đối với các bậc sinh thành
Đó là chúng ta hãy cố gắng sống thật là tử tế. Tử tế với chính mình trước. Thương chính mình. Thương chính mình không có nghĩa là tiếp tục phục vụ cho những cái ham muốn đòi hỏi của mình, mà biết chăm sóc, biết đem vào những cái năng lượng lành, hoặc là biết tỏa ra những cái năng lượng lành. Đó là một cách mà tôi nghĩ đó là cái cách sâu sắc nhất để chúng ta hiếu thảo với cha mẹ. Tử tế với mình rồi mà còn tử tế với những người xung quanh nữa. Làm những điều lành, điều thiện, giúp ích cho đời, cho người. Tất cả những cái sự nỗ lực đó đều là những cái món quà quý giá mà chúng ta có thể dâng tặng cho các bậc sinh thành, dù là còn sống hay là đã mất. Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, đầm kính thưa đại chúng. Câu hỏi con xin hỏi đến đây là: kính thưa thầy, khi những tội lỗi mình đã tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người, nhưng mà cái tàn thức nó vẫn nằm ở trong đó, thì mình phải dùng cách nào để cho nó lụi tàn như những cái tàn thức nó đã phải trỗi dậy? Đây là câu hỏi rất là cần thiết và thầy cũng định chia sẻ tiếp. Như chúng ta nói là đứng về mặt ý chí là chúng ta rất là muốn tha thứ, nhưng mà chúng ta biết rõ là rất là khó, khó lắm. Tại vì mỗi lần mình gặp người đó là trái tim mình nó còn nhói đau, và thậm chí là nó có cảm giác sợ hãi, sợ câu chuyện lặp lại một lần nữa. Và mỗi lần mình đến gần người đó, trong mình có phản ứng tự vệ rất là cao. Mình xét nét từng câu nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người đó. Còn người đó có tiếp tục công kích mình nữa hay không? Và đôi khi mình còn nghĩ người đó là con gà, còn mình là cái hạt bắp. Con gà nó có thể nuốt chửng cái hạt bắp. Tôi nói như vậy là tại vì có một cái câu chuyện kể là có một anh chàng nọ, ảnh rất là sợ con gà. Mỗi lần ảnh nhìn thấy con gà, dù là con gà đứng tuốt đằng xa, nhưng mà ảnh vẫn cứ đâm đầu bỏ chạy. Tại vì ảnh nghĩ ảnh là hạt bắp, cho nên sợ con gà nó mổ. Và gia đình thấy cái phản ứng bất thường như vậy, họ mới đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Nhưng mà anh không có chịu. Anh nói anh đâu có bị bệnh gì đâu mà đưa vào bệnh viện tâm thần. Anh chỉ sợ con gà thôi mà. Nhưng mà bác sĩ mới nói với anh là thôi anh cứ ở đây tuần lễ đi. Ở với chúng tôi tuần lễ, nếu mà chúng tôi thấy anh không có vấn đề gì hết thì chúng tôi cho anh về thôi. Thì anh đồng ý. Trong suốt một tuần lễ đó đó, thì cái bài thực tập mà bác sĩ dành cho anh ta đó là anh ta phải nói với chính mình một cái câu duy nhất, đó là tôi là một con gà chứ không phải là một hạt bắp. Lúc nào cũng nói câu đó. Tôi là một con gà chứ không phải là hạt bắp. Tôi là một con gà chứ không phải là hạt bắp. Và cô y tá được cắt cử để chăm sóc anh ta còn cẩn thận hơn. Buộc anh ta là phải ghi xuống tờ giấy một ngày mấy ngàn câu vậy. Cũng là cái câu tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Quý vị có ai đang nghĩ mình là hạt bắp không? Nhưng mà tại sao sợ con gà? Mình không có sợ con gà nhưng mà mình sợ người Ý, người ấy. Sợ đến nỗi không dám ngồi gần. Sợ không nhìn thấy mặt. Và rồi một tuần lễ trôi qua, anh chàng này làm ăn rất là đàng hoàng tử tế. Cô y tá cũng kiểm tra đột ngột nhiều lần và cũng hỏi câu đó, và anh ta trả lời rất là đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ. Thì khi anh ta được mời lên văn phòng để gặp bác sĩ kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện á, thì trước gia đình và bạn bè, bác sĩ cũng hỏi lại câu đó: này anh kia, anh nói cho tôi biết là anh là cái gì nè. Thì anh ta ra vẻ rất là vui mừng, giống như là thi trúng tủ vậy. Dạ thưa bác sĩ, tôi là một con người chứ đâu phải là hạt bắp. Thì bác sĩ nói thôi được rồi, vậy là anh có thể xuất viện được rồi. Ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ thì thấy ngay một con gà đứng lăm le ngoài cửa. Tức là bác sĩ đã sắp đặt sẵn. Anh ta rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lại đâm đầu bỏ chạy như là những lần trước. Thế là đội ngũ y bác sĩ và người nhà rượt đuổi theo anh ta.
Bác sĩ mới nói, này anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ anh lại sợ con gà vậy? Thì nói, dạ thưa bác sĩ, tôi nhớ mà, tôi nhớ tôi là một con người chứ không phải là hạt bắp. Nhưng mà con gà sao nó biết được? Tức là mình đã muốn tha thứ cho người ấy, mình không có ngán gì người ấy hết, nhưng mà sao người ấy biết được? Mình vẫn nghĩ là người ấy nghĩ mình là tầm thường, nghĩ mình là một hạt bắp. Nghĩa là mình vẫn còn bị trầm cảm. Quý vị đừng có cười. Tôi nghĩ là chúng ta đã từng là hạt bắp hoặc là đang là hạt bắp. Chúng ta sợ khá nhiều người xung quanh chúng ta. Mà thậm chí là chúng ta đang sợ cái người thương yêu nhất của mình. Tại vì họ đã để lại chúng ta một cái vết thương hoặc là nhiều vết thương. Trong những cái buổi nói chuyện ở những nơi khác, tôi có nói rằng là những người trẻ bây giờ rất là dễ bị tổn thương. Tại sao vậy? Mà những cái vết thương này phần lớn là do cha mẹ để lại. Do cha mẹ quá hà khắc, quá bạo hành. Cha mẹ quá kiểm soát, điều khiển con cái, áp đặt con cái. Cho nên đứa bé đó nó không biết cách để nó giải bày cảm xúc, để thể hiện sự không vừa lòng của mình. Không có lấy lại sự cân bằng, cho nên đứa bé đó bị tổn thương tâm lý rất là sâu nặng. Và sau này thì trở thành những nạn nhân trầm cảm, rất dễ bị trầm cảm. Chỉ cần mất việc cũng trầm cảm, bị bồ đá cũng bị trầm cảm. Rất là dễ tổn thương, rất là dễ bị trầm cảm. Là tại vì ở bên trong đã có vết thương sẵn rồi. Nhưng mà vì các bạn này không hề biết mình có vết thương, hoặc có một số bạn biết nhưng mà chưa ý thức cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại của nó. Hoặc là cho dù đã biết rồi nhưng mà vẫn chưa có biết cách để mà chữa trị. Cho nên chỉ cần một câu nói khích bác, một sự chê bai thẳng thừng, một sự thất bại là người đó rơi ngay vào trầm cảm. Nhưng mà tại sao bây giờ người ta bị trầm cảm nhiều như vậy? Tại vì những thập niên trước chúng ta ít nghe nói bệnh trầm cảm. Thì tôi thấy rằng là hai lý do chính. Lý do đầu tiên đó là ngày xưa, vài chục năm trước, khi mà kinh tế chưa phát triển, vì kinh tế chưa phát triển cho nên cái mức hưởng thụ con người rất là thấp. Mức hưởng thụ thấp cho nên sức chịu đựng cao. So với các bạn trẻ bây giờ, cái gì nó cũng đủ đầy hết. Mà thậm chí cha mẹ có một cái quan điểm sai lầm rằng là thế hệ của mình đã cực khổ đớn đau nhiều rồi, cho nên là mình phải dành mọi ưu tiên cho con em mình. Nhưng mà vô tình chúng ta lấy đi cái sức chịu đựng của những người trẻ. Đáng lẽ ra ở cái tuổi đó các bạn phải học cái sức chịu đựng từ những cái khó khăn trong đời sống. Thì chúng ta lại tạo ra một cái môi trường quá đầy đủ, quá sung sướng, cho nên sức chịu đựng nó không có bước ra được, nó không hình thành trong tâm thức các bạn trẻ ấy được. Kế tiếp, khi kinh tế phát triển thì cha mẹ lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian ở nhà cho con. Cha mẹ lúc nào cũng căng thẳng. Ngày xưa chỉ có cha, người đàn ông đi làm là chính. Còn bây giờ mẹ cũng đi làm, mà làm còn nhiều hơn cha nữa. Mẹ trở thành các nữ doanh nhân thành đạt, mẹ trở thành các tổng giám đốc phu nhân. Mẹ có nhiều quyền lực, mẹ chỉ có thể gọi điện cho con thôi, chứ mẹ không thể nào có mặt cho con được. Mà mỗi lần mẹ xuất hiện thì mẹ đối xử con như là nhân viên của mẹ. Phải thế này, phải thế khác, chứ không có lắng nghe và thấu hiểu. Cho nên người trẻ không được cảm thông, không được chia sẻ, và rất là dễ cô đơn lạc lõng và đi đến sự tổn thương tâm lý. Khi chúng ta có vết thương trong lòng thì chúng ta sống, làm việc hay yêu thương ai, nó cũng bị cái vết thương đó chi phối. Trở lại câu hỏi của vị này, đó là dù chúng ta đã muốn tha thứ, nhưng mà bạn này dùng cái từ là trong tàn thức, tức là trong chiều sâu của tâm thức, nó vẫn còn nhiều cái ký ức đau buồn, còn nhiều cái hình ảnh tồi tệ mà người kia đã gieo rắc trong tâm khảm của mình, thì làm sao có thể lấy ra được. Hầu hết là chúng ta dùng ý chí
để đàn áp mỗi khi nó xuất hiện. Luôn tự nhắc nhở mình bằng một cái câu nào đó, tha thứ là tốt, mở rộng dung lượng trái tim là một con người cao thượng, vân vân. Nhưng mà không phải lúc nào cũng thành công. Có những lúc nhắc nhở mình thì trái tim nó mở ra, cái khổ đau nó lắng dịu xuống. Nhưng mà có những lúc không có kết quả. Nói gì nói thì vết thương nó vẫn cứ trào ra, vẫn cứ đớn đau. Cho nên cái phương pháp để chữa lành cái vết thương, tôi nghĩ theo cái hiểu biết của tôi, đó là phải dùng phương pháp thiền tập. Nói gì rồi thầy Minh Niệm cũng kêu tu thiền hết. Tại vì thiền tập là gì? Là quá trình bạn bớt hướng ra bên ngoài, dành mọi ưu tiên để quay vào bên trong. Đầu tiên đó là bạn học quan sát về thân thể của bạn, về bước chân, về cử động của cánh tay, về cái dáng dấp của mình khi mình di chuyển, hoặc là về hơi thở. Sau đó bạn học cách quan sát những dòng cảm thọ của mình, những cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung tính. Sau đó bạn học cách quan sát sự vận hành của tâm lý, những vọng tưởng, những suy nghĩ và những cảm xúc. Vậy thì khi cái vết thương nó trồi lên á, thì nó có một cái năng lực tỉnh thức đang chờ trực sẵn để quan sát nó. Mà năng lượng tỉnh thức thì rất là hiền, rất là lành tính. Cho nên nó có thể ôm lấy vết thương giống như là ôm em bé vào lòng. Và nhờ cái năng lượng lành đó mà cái vết thương bắt đầu được healing, được chữa trị. Chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách là lúc nào cũng có mặt sẵn để mỗi khi vết thương lên đó, là quan sát nó. Nhưng với điều kiện là bằng một cái năng lực tỉnh thức, năng lực yêu thương, thì vết thương đó mới được chữa lành. Còn nếu chúng ta ngó lơ, chúng ta bỏ rơi nó, chúng ta để nó mặc kệ, nó lên, nó xuống lúc nào tùy nó, tâm chúng ta lại tiếp tục dông ruổi nắm bắt các đối tượng bên ngoài, thì dĩ nhiên là vết thương không thể nào chữa lành được. Dạ thưa thầy, có một thiền sinh cũng có câu hỏi là tại sao mình rất là khó tha thứ cho đối tượng khi đối tượng đó gây ra lỗi với người mà mình thương. Vấn đề trở nên khó hơn rất là nhiều và vết thương dường như cũng lớn hơn rất là nhiều. Ví dụ như đứa con rất là thương mẹ và thấy bố mình liên tục làm khổ mẹ. Và bản thân đứa con có thể có những liệu pháp để hàn gắn vết thương nhưng mà người mẹ thì không có năng lực đó. Vậy thì trong trường hợp này thì như thế nào thầy? Tại vì người thương của mình cũng là một phần của bản ngã mình. Trước tiên là chúng ta hiểu như vậy. Người thương của mình cũng là một phần của cái tôi, của bản ngã của mình. Vậy thì ai đụng đến mình hay là đụng đến cái của mình thì chúng ta cũng đều phản ứng hết. Tuy nhiên cái câu hỏi này nó vẫn còn, đó là có những trường hợp khi một người nào đó tấn công mình, gây tổn thương cho mình thì mình còn chịu đựng được. Còn nếu họ tấn công vào những người thân của mình đó, thì mình không chịu đựng được. Lý do? Lý do là tại vì mình thì có thể hiểu cái sức chịu đựng của mình nằm ở đâu, còn người kia thì mình không có hiểu. Thí dụ như đó là một người phụ nữ, là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là những người đang yếu đuối. Và mình nghĩ rằng người này sẽ không đủ sức để chịu đựng cái sự tấn công kia. Còn mình thì mình hiểu cái sức chịu đựng mình nằm ở đâu. Vì mình không hiểu cho nên mình tưởng tượng. Mình sợ hãi cho nên là mình tưởng tượng. Tưởng tượng rằng là người kia chắc rất là đau đớn, rất là khổ sở. Thí dụ trong trường hợp câu hỏi được đưa ra là người bố làm khổ người mẹ và đứa con rất là đau đớn, trong khi người mẹ nghĩ rằng người mẹ vẫn còn sức chịu đựng, nhưng mà người con vẫn không chấp nhận được. Người con cảm thấy rất là đớn đau. Thì rõ ràng là người con không phải là người mẹ. Cho nên người con không thể hiểu được sức chịu đựng của một người phụ nữ lớn như thế nào. Cái tiếp đó là khi chúng ta ra sức để bảo vệ một người nào á. Tôi có nhớ một cái trường hợp, đó là có một bạn đồng tính, khi mà bị một người khác cố ý xúc phạm, chỉ trích, coi thường, thì một bạn đồng tính khác ra sức bảo vệ tới cùng.
ăn thua đủ với cái người đã ức hiếp cái người bạn kia. Và cái người bạn đứng ra bảo vệ này nói với tôi rằng nếu người kia tấn công con thì con tha thứ. Mà tấn công người bạn ấy là con không tha thứ được. Tôi hỏi tại sao? Thì bạn này không lý giải được. Nhưng mà tôi hiểu. Tại vì bạn cũng đồng tính. Rồi cái người bị tấn công kia cũng là một người đồng tính. Cho nên đầu tiên là họ cảm thông được. Họ hiểu nỗi khổ của một người đồng tính bị tấn công là như thế nào. Nhưng sâu bên trong còn một lý do nữa mà ít khi chúng ta nhìn thấy được. Đó là tại vì ta đã có vết thương sẵn rồi. Mà vết thương tương tự vết thương của người kia nữa. Cho nên khi đối tượng thứ ba tấn công vào cái người bạn của chúng ta, tấn công vào cái vết thương đó của người đó, tấn công vào tâm hồn người đó cũng có nghĩa là tấn công vào vết thương của chính ta. Vậy thì khi chúng ta ra sức bảo vệ người kia cũng không hẳn là vì người kia, mà mình chỉ đang phản ứng cho một người chạm vào vết thương của mình mà thôi. Cho nên nếu mà mình không có đủ sự điềm tĩnh, đủ tỉnh táo, đủ cái nhìn sâu sắc, thì mình tưởng rằng mình đang làm hành động của một vị Bồ Tát. Mình đang làm hành động của một người anh hùng, bảo vệ một người nào đó. Chưa chắc. Tôi nói chưa chắc cũng có nghĩa là có khi đúng, nhưng mà có khi cũng không hoàn toàn đúng hoặc là sai. Là tại vì mình chỉ đang bị tổn thương, bị chạm vào vết thương, và mình phản ứng cho cái người dám chạm vào vết thương của mình, chứ không phải là vì mình bảo vệ một người nào hết. Cái đó rất là sâu sắc, rất là tinh vi. Thầy có thể nói rõ hơn về cái phương pháp mà giúp mình có thể tha thứ được cho một người, đó, cái lộ trình đó như thế nào để mình đi đúng hướng thầy? Tại vì đôi khi người ta có chánh kiến, nhưng mà còn cách thực hiện thì là một vấn đề khác. Tôi nghĩ là tha thứ cho nhau là cần thiết, nhưng mà nó chỉ nên là cái kết quả của quá trình mình chữa lành cái vết thương tâm hồn của mình. Phải ưu tiên chữa lành vết thương tâm hồn mình trước. Nó lành tới đâu thì tha thứ tới đó. Tức là khi tâm hồn mình được chữa lành thì cái biểu hiện ra bên ngoài của mình dành cho người kia đó nó sẽ tương xứng với cái vết thương đã lành. Chứ mình đừng có đặt kỳ vọng quá cao là lúc nào cũng muốn tha thứ nhưng mà bên trong không có theo đuổi kịp, gọi là lực bất tòng tâm. Mình có thể nói với người đó là mình đang học cách tha thứ, nhưng mà phải cho mình một thời gian. Mình cần chữa lành vết thương của mình trước. Và tôi tin rằng người kia sẽ đồng ý, sẽ hoan hỷ. Tại vì mình có một cái kế hoạch rõ ràng, có một cái quyết tâm rõ rệt. Chứ không phải nói rồi thì bỏ đó. Tại vì chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến. Và kể cả kinh nghiệm của mình là nhiều người nói tha thứ mà họ đâu có tha thứ đâu. Tức là họ rất muốn tha thứ nhưng họ không tha thứ được. Thì bây giờ chúng ta có thể nói ra hoặc là không cần phải nói ra. Tùy vào người kia. Nếu họ hiểu chúng ta thì không cần nói ra. Còn nếu họ không hiểu thì ta nên nói cho họ biết rằng chúng ta rất muốn tha thứ nhưng mà tạm thời bây giờ là chưa thể. Và chúng ta sẽ cố gắng. Mỗi ngày, mỗi giờ đều cố gắng hết. Và xin người đó giúp đỡ chúng ta bằng cách là cho chúng ta một thời gian để bớt tiếp xúc với người đó. Tại vì nếu mình tiếp xúc với mức độ dày đặc, nếu ý chí mình còn mạnh thì mình còn kiềm chế được. Còn nếu ý chí của mình nó yếu, năng lượng nó suy sụp thì có thể là vết thương bị kích hoạt. Nó sẽ hoạt động trở lại. Mà bên kia phải kiềm chế lắm. Bên kia phải tỉnh tại lắm thì họ mới không vô tình lặp lại cái hành động không dễ thương kia một lần nữa. Thì nó mới không chạm vào cái vết thương của chúng ta. Cho nên vì hai bên đều còn yếu hết thì mình phải xin người kia là cho mình một thời gian đủ lâu để chữa lành. Nhưng mà mình phải có thiện chí thể hiện cho người kia thấy là mình đang thực tập chứ không phải là một cái cớ để mình tránh né người kia. Và tôi nghĩ người kia nếu là người tử tế, người có hiểu biết thì thế nào họ cũng nâng đỡ chúng ta mà chấp nhận cái đề nghị đó. Vậy thì bước đầu tiên đó là tạo cho mình một cái không gian an toàn, bớt bị kích hoạt vào vết thương bởi ngoại cảnh hay là gì? Chính đương sự, chính cái người đã từng làm khổ mình, đã từng gây ra khó khăn cho mình. Bước kế tiếp đó là nó cũng giống như là việc chữa lành những cái vết thương khác.
Mình phải bớt hướng ra bên ngoài, bớt nắm bắt cái này cái kia, bớt tiêu hao năng lượng để dành toàn bộ năng lượng cho việc quay vào bên trong chữa lành vết thương. Kế tiếp đó là chúng ta phải được hướng dẫn những cái phương pháp để mà chăm sóc vết thương. Nếu bạn tin tưởng vào thiền tập thì phải đến trung tâm thiền ở 7 ngày, 10 ngày, vài tuần lễ. Ở đó thì mình dễ chăm sóc vết thương mình hơn là ở nhà. Ở nhà mình phải đương đầu giải quyết nhiều thứ và phải gặp người ấy nữa. Còn khi mình đến trung tâm thiền thì mình tách lìa cái thế giới bên ngoài để toàn tâm quay vào bên trong, để được đối diện với vết thương của mình bằng năng lượng tỉnh thức. Như tôi đã nói với quý vị là phải đối diện với vết thương của mình bằng năng lượng tỉnh thức. Còn nếu mình không có năng lượng tỉnh thức mà mình đối diện thì có thể chỉ làm cho vết thương đó tồi tệ hơn thôi. Mình sẽ tiếp tục trách móc, trừng phạt bản thân, sẽ tiếp tục làm khổ bản thân. Cho nên nó phải có một cái chính sách, một cái kế hoạch cụ thể để chữa lành những vết thương tâm hồn. Và khi mà mình đã chữa vết thương mình tương đối lành, đã nắm vững kỹ thuật và mình có niềm tin rằng mình sẽ tiếp tục đem cái sự thực tập đó trở về nhà, thì mình đã có thể mở cửa lòng ra để cho người kia được tiếp xúc với mình, để mình xem coi cái vết thương mình nó lành tới đâu. Chỉ có khi mình tiếp xúc với người đó, cái người mà đã từng đóng góp trong cái việc tạo ra vết thương của mình. Tôi nói như vậy có nghĩa là mình để cho người kia làm tổn thương á, là mình cũng có trách nhiệm ở trong đó. Chứ không phải là hoàn toàn tại người kia không. Tại vì tâm hồn mình yếu đuối, thiếu sức chịu đựng, thiếu nội lực, dựa dẫm vào đối phương hoặc là hoàn cảnh. Cho nên đó là cái cơ hội tốt đẹp để cho người kia ra tay. Chứ nếu mà người kia ra tay mà tâm hồn chúng ta vững vàng, an ổn, chúng ta có một cái nội lực mạnh mẽ, lúc nào cũng quay vào bên trong, thì dễ dàng đón nhận những cái nắm mũi đó, những cái sự tấn công đó. Cho nên khi mà chúng ta có cơ hội quay vào bên trong để chữa lành vết thương thì chúng ta thấy được điều đó. Thấy được rằng mình có đóng góp trong cái chuyện tổn thương này. Chứ không phải là hoàn toàn tại đối phương. Để rồi từ đó mình sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để thương yêu mình, để chăm sóc bản thân mình. Thay vì chúng ta cứ phải nghĩ làm cách nào để tha thứ cho người kia. Đến nỗi cái việc tha thứ cho người kia nó cũng không còn quan trọng bằng cái việc chữa lành vết thương tâm hồn của mình. Làm cho con người mình khỏe mạnh, tráng kiện trở lại. Tại vì khi tâm hồn mình được chữa lành, mình mạnh khỏe trở lại thì chuyện tha thứ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay liên quan tới chủ đề tha thứ thì con có một câu hỏi mong Thầy chia sẻ giúp con. Là khi một người mà đã trải qua những cái đau khổ, những cái tổn thương sâu sắc trong lòng á, thì theo thời gian thì họ cũng nguôi ngoai, cũng an nhiên. Và khi họ cảm thấy tha thứ được cho người kia rồi, nhưng mà khi mà có một đối tượng khác đến với họ thì họ lại cảm thấy rất là e dè, sợ sệt. Và nhìn đâu cũng thấy những cái chuyện buồn, những cái tổn thương. Và họ rất là sợ và họ cảm giác là họ an toàn nhất khi họ ở một mình. Thì thưa Thầy, là như vậy thì họ đã thật sự là cảm thấy ổn chưa, và họ nên làm như thế nào để tốt hơn cho ở họ một mình nên ở một mình, tại vì ở mình nó an toàn thì ở mình cho rồi, nhưng ở mình chịu không nổi à. Tức là câu hỏi của bạn anh nên hỏi kỹ lại, tức là bây giờ người này không có muốn ở một mình, người này muốn ở hai mình. Thì với một cái tình trạng tâm lý còn tổn thương như vậy đó, thì làm sao có thể chấp nhận thêm một người nữa đi vào cuộc đời mình để trở thành hai mình, phải không? Dạ, mà cảm thấy là lúc nào cũng tự tin đó, chứ không phải là lúc nào cũng sợ sệt ạ. Mà người đó là ai? Tại vì khi mà bạn nói chuyện với, thí dụ như với bác sĩ á, thì bạn phải nói là bạn á, thì bác sĩ mới cảm được, với nói chuyện được. Chứ bạn nói con hỏi giùm bạn con á, thì bác sĩ không có đủ cảm nhận được
Dạ con hỏi cho con. Cảm ơn. Thật ra là tôi không có làm khó bạn đâu. Đó là một sự can đảm. Tôi nghĩ là bạn cũng cần sự can đảm đó để nhìn nhận vào cái tình trạng thật của mình. Mà tôi nghĩ là bạn rất là may mắn là bạn nhìn thấy cái tình trạng của mình và bạn vẫn còn đủ can đảm để mà kịp dừng lại trước khi mình đưa một người nữa vào trong cuộc đời mình mà trái tim mình vẫn còn tổn thương. Tại vì tôi thấy có nhiều người họ không làm được như bạn. Rất nhiều bạn trẻ sau khi bị bồ đá xong, chưa kịp lành thì rước một con bò khác vào. Tại vì bồ đá nó cũng đau như bò đá. Để làm gì? Để có cảm giác là mình không phải là kẻ bị bỏ rơi. Mình vẫn còn có giá trị. Vẫn còn một người khác thương yêu, nâng niu mình. Tại vì khi mình bị bỏ rơi, mình rơi vào cái tình trạng là mình không có giá trị. Mất tự tin. Cái tự tin của chúng ta thường là do người khác tin. Cái đó nó không phải là tự tin. Người khác tin mình, người ta thương mình, người khác kính trọng mình, cái mình có tự tin. Còn khi người khác không còn tin mình, không còn thương mình, không còn kính trọng mình, thì mình mất tự tin. Cái tự tin mình phải thông qua một người khác thì đó không phải là tự tin. Và khi mà một người nào đó bỏ rơi mình, không còn thương mình nữa, thì mình rơi ngay vào tâm lý là mất tự tin vào bản thân. Cho nên mình cố gắng quơ quào cào cấu được người nào đó mà tội nghiệp cho anh chàng đó. Mình đâu có thực sự thương đâu. Mình chỉ tìm một đối tượng để mình bớt cô đơn lạc lõng, để mình thấy mình có giá trị, để mình có niềm tự tin trở lại. Và cái sự tội nghiệp của anh chàng đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Đó là những ngày tháng sau đó thì mình lại đối xử với cái người thế mạng này bằng cái phản ứng như là cái người trước đã để lại vết thương của mình. Tức là cái người thứ ba này phải lãnh đủ hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đáng lẽ là người đầu tiên phải đón nhận, nhưng mà hắn không còn ở đây nữa. Cho nên cái kẻ thế thân này phải lãnh đủ hết. Thì rất là tội cho người đó. Vậy thì như tôi có nói với các bạn trong một cái buổi, không biết là phải ở đây hay không, đó là khi mà một con hổ nó bị trúng thương thì cái quyết định của nó là phải rút lui về hang để dưỡng thương. Nó có thể bỏ ra 3 tuần hay là 4 tuần lễ không đi săn mồi, nhịn đói ở trong hang để liếm cái vết thương. Tại vì nó tin vào cái khả năng tự chữa trị của nó. Nó đâu có bác sĩ đâu. Cho nên nó chỉ còn cách là liếm cái vết thương, và trong cái nước bọt của con hổ nó có tính chất chữa trị. Và hơn nữa đó là sự quan tâm, sự yêu thương của nó dành cho cái vết thương của nó. Cho nên sau khi cái vết thương lành rồi thì nó mới dám bước ra ngoài săn mồi tiếp. Chúng ta cũng nên như vậy. Chúng ta đừng có vội đi săn mồi. Phải chịu nhịn đói một thời gian. Phải chịu cô đơn lạc lõng một thời gian đủ lâu để liếm cái vết thương của mình. Liếm ở đây có nghĩa là quay về yêu thương, quan tâm nó. Tới khi mà mình thấy mình cân bằng thật sự, rồi mình mới bắt đầu thử nghiệm là bằng cách tiếp xúc với cái người mà mình định vướng mắc, định yêu thương á, để xem coi phản ứng của mình như thế nào. Và trong suốt quá trình mà mình kết thân với người đó, mình không ngừng quan sát những diễn biến tâm lý của mình. Khi nào mà mình thấy nó bước ra tiếp tục chi phối mình thì mình nói cho người kia biết, mà nên nói ngay từ đầu để người kia hiểu, thông cảm và nâng đỡ cho mình bằng cách cho phép mình rút lui một vài ngày hay là một vài tuần để mình tiếp tục chữa lành vết thương của mình. Chứ không phải là mình không có thương người đó. Mình nói với người đó rằng nếu cái vết thương nó tiếp tục, nó hành hạ mình, thì mình sẽ làm khổ cái người mà mình đang thương. Cho nên rút lui để tiếp tục chữa lành vết thương của mình cũng là một cách để mà mình tôn trọng hay là yêu thương những đối tượng mà mình đang thương yêu. Cảm ơn con. Dạ, kính thưa thầy và mọi người. Riêng bản thân con thì thấy cái việc mà mình buông bỏ được những cái thù ghét, những cái oán giận là một cái việc rất là nên làm, và có những cái nó mang lại kết quả tốt cho chính bản thân mình. Nhưng con thì không có cái điều kiện để mà ở gần ba mẹ con.
thì một tuần mới về nhà một lần. À, thì ba mẹ con cũng lớn tuổi rồi, thì trong quá trình sống á, cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, thì đến bây giờ thì nó kết xử lại và cũng rất là nhiều khi giận hờn và hay lôi những cái chuyện cũ ra. Thì câu hỏi của con là con phải sống như thế nào và làm gì để ba mẹ con có thể tha thứ được cho nhau và sống an lạc và hạnh phúc hơn ạ? Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và tôi có hy vọng là ba mẹ của bạn được nghe hay là được xem cái bài pháp thoại này. Thì tôi tin rằng họ rất là cảm động khi biết là có một người con rất là thương yêu cha mẹ và quan tâm tới hạnh phúc của cha mẹ. Tôi biết là bạn là một người con có hiếu, nhưng mà bạn cũng có quan tâm tới cha mẹ nhưng mà chưa đủ. Bạn có muốn giúp đỡ nhưng mà chưa hết lòng. Bằng chứng là bạn chỉ xuất hiện mỗi tuần con lần thôi. Nếu như bạn cố gắng sắp xếp lại đời sống của mình làm sao để cái tần suất xuất hiện của bạn ở gia đình nó nhiều hơn một lần á, thì tôi nghĩ là tình trạng nó sẽ đỡ hơn một chút. Và nếu như bạn đã thật sự muốn giúp đỡ cha mẹ thì bạn phải kiên trì ngồi xuống với từng người trước. Bạn tiếp cận với từng người để lắng nghe họ có những cái khó khăn nào. Rồi bạn đem cái thông tin của người bên này nói cho người bên kia biết một cách khéo léo, giấu bớt những cái sự chê bai trách móc mà thêm vào, nếu có thể, những cái lời khen tặng hay là quý trọng, để bên kia bắt đầu có cái cảm tình nhau lại, trân quý nhau lại. Rồi bạn mới sắp đặt một cái buổi cho hai người ngồi lại chung với nhau. Nhưng mà để làm được điều này thì trước hết bạn phải là người rất là thư giãn, thoải mái và đã dự trữ sẵn một cái nguồn năng lượng để sẵn sàng giúp cha mẹ. Bạn có thể làm cái gì đó, hành thiền hay làm cái gì đó để mà mình có được cái năng lượng đó. Chứ giờ tôi biết làm gì giờ. Tôi dạy thiền mà. Cho nên tôi phải nói thêm câu nữa là hành thiền hay làm cái gì đó để mọi người nói tôi là đề cao pháp môn của mình. Tức là bạn phải có sự sẵn sàng đủ. Còn không, thêm nữa là bạn phải học cái nghệ thuật ngồi lắng nghe mà không có phán xét, không có phản ứng. Làm sao để tháo gỡ những cái khó khăn của người khác, giống như là những cái lớp tâm lý vậy. Bây giờ cái câu chuyện gia đình bạn là một cái cơ hội để bạn thúc đẩy bạn nên đào sâu về cái ngành tâm lý. Bạn không chỉ giúp ba mẹ mình mà sau này còn giúp những câu chuyện của gia đình mình hay là những người xung quanh nữa. Còn nếu bạn thấy rằng tại thời điểm này mình chưa thật sự là sẵn sàng làm điều này, hoặc là mình nghĩ rằng là mình chưa sắp xếp được thời gian để có mặt thường xuyên, chưa đủ nội lực để lắng nghe hai bên với quá nhiều khó khăn, thì bạn cũng có thể viết cái lá thư giống như là tôi đã đề nghị một cái bạn hồi nãy, là bạn viết lá thư cho mẹ riêng, viết lá thư cho cha riêng. Mỗi người bạn có thể nhắc nhở cho họ nhớ những cái ưu điểm, những cái hay, cái đẹp mà bạn đã từng biết, đã từng được đón nhận, đã từng chứng kiến, để họ nhớ lại. Và một cách khéo léo, bạn nhắc nhở họ là đời sống rất là ngắn ngủi, chúng ta cố gắng trân quý những giây phút có mặt nhau, đừng có tiếp tục làm khổ nhau nữa. Đó là cái điều mong mỏi nhất của bạn. Cái hạnh phúc lớn nhất của bạn bây giờ là được thấy cha mẹ vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Bạn viết cái thơ cho cha bạn cũng y như vậy và chờ đợi kết quả. Và sau đó bạn có thể viết thơ, một cái lá thơ dành cho cả hai người, một lá thơ đầy tình yêu thương và trân quý. Thì lá thơ đó cũng đóng góp một phần tích cực vào trong đó. Nhưng mà tốt nhất vẫn là sự có mặt của bạn. Sự có mặt của bạn nó chứng tỏ cái sự thành khẩn, hết lòng của bạn. Thì tôi nghĩ kết quả nó sẽ cao hơn. Chúc bạn thành công. Cảm ơn thầy. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này
thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.